Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quế Võ. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là công văn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là nội dung phần tin, phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe bài Làm tốt việc dân mong. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi công văn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Võ về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh khi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các hoạt động kinh tế xã hội, giao thương hàng hóa và di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về tỉnh trong những ngày cuối năm tăng cao. Một bộ phận người dân ở một số địa phương có biểu hiện chủ quan trong phòng chống dịch. Đặc biệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung phần tin. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện về tình hình dịch trên địa bàn huyện từ 6 giờ ngày 29 tháng 12 đến 6 giờ ngày 30 tháng 12, trong ngày có 40 ca mắc mới, trong đó sàng lọc cộng đồng 7 ca, trong khu cách ly tập trung và vùng phong tỏa 33 ca. Như vậy, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 30 tháng 12, trên địa bàn huyện ghi nhận 1.843 ca mắc. Huyện Quế Võ có một xã cấp độ 3, một xã cấp độ 2 và 19 xã cấp độ 1, huyện xếp loại cấp độ 2. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện chỉ đạo cho các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để mọi người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo các hay. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cày ải làm đất cơ bản xong 4.800 hectare, tập trung nhiều ở một số xã thị trấn như Đức Long, Phù Lãng, Phù Lương, Việt Thống, Nhân Hòa, Phương Liễu, Yên Xả và Quế Tân. Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên nông dân có thêm kiến thức khoa học, kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, năm 2021, các cấp hội trong huyện đã phối hợp mở 62 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, cũng như phương pháp sử dụng phân bón hiệu quả, sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất theo nhóm hộ hoặc theo tổ hội, câu lạc bộ nông dân. Vào ngày 29 tháng 12, Hội Phụ nữ xã Phù Lãng đã tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện ứng dụng IMO trong phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình cho các hội viên phụ nữ trong xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến hướng dẫn cách phân biệt loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, thực hành giới thiệu cách làm phân vi sinh IMO từ những sản phẩm sẵn có, hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát huy vai trò tập trung dân chủ, bám sát cơ sở, làm tốt những việc người dân mong đợi là phương châm mục tiêu hướng tới của đồng chí Nguyễn Thị Triển, sinh năm 1967, bí thư đảng ủy xã Đại Xuân. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Làm tốt việc dân mong. Gắn bó với công tác địa phương từ năm 1989, trải qua hơn 30 năm công tác trên nhiều vị trí, bí thư chi đoàn thôn Vĩnh Thế, bí thư đoàn xã, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, phó bí thư thường trực đảng. Xin thông báo, chương trình hợp tác giáo dục Tôi Tài Năng dành tặng miễn phí các cháu học sinh trên địa bàn của chúng ta một suất phân tích, sinh chắc vân tay, giúp bố mẹ khám phá tính cách, năng lực, định hướng nghề nghiệp hiệu quả cho con. Xin mời các bậc phụ huynh đăng ký nhận quà cho con em mình tại trang web tôitainang.com. Xin thông báo lại, chương trình hợp tác giáo dục Tôi Tài Năng dành tặng miễn phí các cháu học sinh trên địa bàn của chúng ta một suất phân tích, sinh chắc vân tay, giúp bố mẹ khám phá tính cách, năng lực, định hướng nghề nghiệp hiệu quả cho con. Xin mời các bậc phụ huynh đăng ký nhận quà cho con em mình tại trang web tôitainang.com. Lưu ý, trang web tôitainang.com viết liền không dấu. Xin thông báo lại, chương trình hợp tác giáo dục Tôi Tài Năng dành tặng miễn phí các cháu học sinh trên địa bàn của chúng ta một suất phân tích sinh chắc vân tay, giúp bố mẹ khám phá tính cách, năng lực, định hướng nghề nghiệp hiệu quả cho con. Xin mời các bậc phụ huynh đăng ký nhận quà cho con em mình tại trang web tôitainang.com. Lưu ý, trang web tôitainang.com viết liền không dấu. Khuyến mại đặc biệt chi ân khách hàng lớn nhất trong năm tại Điện máy Thiện Thái, địa chỉ chợ Nội Soi, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh. Radio AD, thông điệp từ âm thanh, hotline
0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.